chủ sàn mất hàng tỷ đồng mỗi năm nếu như chưa làm 5 điều này. Chào mừng anh chị và bạn đã đến với video của Đăng Dương. Anh chị có thể đang cảm thấy rằng việc xây dựng thương hiệu cá nhân không mang lại hiệu quả thực sự cho doanh nghiệp của mình. Nhưng điều này có thể khiến cho anh chị đang bỏ lỡ cơ hội tiếp cận hàng nghìn khách hàng tiềm năng. Và thực tế rất nhiều chủ sàn bất động sản đã bỏ lỡ đi những cơ hội lớn vì không xây dựng thương hiệu cá nhân. Họ đã không thể tận dụng được mạng xã hội cũng như là các công cụ marketing hiện đại để thu hút cũng như là giữ chân khách hàng. Thay vào đó là họ đang thực hiện những giải pháp truyền thống như là các sự kiện offline, các hội thảo cho khách hàng, các chương trình roadshow trên các tuyến đường, tuyến phố, phát tờ rơi, treo banner, đăng bài trên báo chí, radio hay là TV. Nhiều hoạt động trong số đó chỉ mang tính chất truyền thông mà chưa tạo ra chuyển đổi tức thì. Và Dương cũng từng chứng kiến vài sàn bất động sản. Họ đã đi trước đón đầu một dự án bằng cách là họ thuê một cái mặt bằng to đẹp. Sau đó thì set up nội thất hoành tráng, tuyển dụng nhân viên rồi tập trung vào đào tạo. Tổng chi phí lên đến vài trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng. Nhưng đáng tiếc là dự án mà họ bán ấy lại không ra mắt đúng thời điểm. Nên những sàn mà không có đủ nguồn lực chi phí ấy, thì họ đã đóng cửa sau vài tháng hoạt động mà sản phẩm chưa ra mắt. Nó giống như là họ đã gục ngã ngay trước cánh cổng thiên đường ấy. Thật đáng tiếc đúng không? Những cái giải pháp này thì tất nhiên nó cũng có những cái hiệu quả, nhưng nó khá là tốn kém về tài chính lẫn thời gian, và nó không thể làm liên tục hàng ngày được. Làm gì có chuyện mà ngày nào cũng đi roadshow, làm gì có chuyện mà ngày nào cũng quảng cáo trên TV truyền thông được. Nó rất là tốn kém. Điều này dẫn đến việc là doanh thu bị giảm và cơ hội cạnh tranh thì dần dần rơi vào tay những đối thủ mà họ biết nắm bắt marketing online. Nhưng anh chị không cần phải lo lắng nữa, chỉ cần xem hết video này, anh chị có thể tìm ra những nguyên nhân khiến cho anh chị chưa thực sự nghiêm túc trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet, đồng thời tìm được những giải pháp để giúp anh chị thu hút hàng nghìn khách hàng tiềm năng và tăng doanh thu đáng kể cho doanh nghiệp của mình. Vậy thì đó là những điều gì? Đó chính là 5 rào cản đang cản trở việc anh chị bước chân lên trên Internet để xây dựng thương hiệu cá nhân về bản thân của mình, về doanh nghiệp của mình. Và rào cản đầu tiên đó chính là anh chị chưa tin rằng việc xây dựng thương hiệu cá nhân là hiệu quả với doanh nghiệp của mình. Anh chị có biết rằng việc xây dựng thương hiệu cá nhân ấy, nó có thể tăng gấp đôi lượng khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của anh chị hay không? Thậm chí là chỉ trong vòng vài tháng thôi. Nhiều chủ sàn bất động sản ấy, họ đã thành công một cách vượt bậc nhờ vào việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Họ không chỉ tăng doanh thu mà còn xây dựng được sự uy tín và sự tin tưởng trong mắt khách hàng. Và khi anh chị trở thành một chuyên gia đáng tin cậy trong lĩnh vực của mình, hoặc trong thị trường của mình, hoặc trong dự án của mình, thì rõ ràng khách hàng sẽ dễ dàng tìm đến anh chị hơn là việc tìm đến với các nhân viên của các công ty đối thủ. Ví dụ nhá, có phải khi anh chị tham gia vào những hội thảo lớn của một chủ đầu tư nào đó, có thể là một vài nghìn khách hàng chẳng hạn, thì anh chị sẽ thấy rằng có một chủ sàn nào trong khoảng 10 sàn phân phối thì sẽ có một chủ sàn họ sẽ đứng lên, họ thuyết trình, họ sẽ giới thiệu về dự án. Vậy thì nhân vật đấy là một nhân vật có ảnh hưởng với khách hàng và cũng có những cái thương hiệu nhất định. Thế nhưng không phải lúc nào anh chị cũng có thể tập hợp được 1.000 khách hàng nghe anh chị nói như vậy, đúng không? Nhưng với thương hiệu, với Internet thì ngày nào cũng có thể có hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người nghe, lắng nghe anh chị nói về công ty của mình, sản phẩm của mình và các bất động sản mà bên anh chị đang phân phối. Thì thương hiệu cá nhân có thể giúp cho anh chị trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực, trong dự án, trong phân khúc sản phẩm, trong địa phương mà anh chị đang phân phối. Ví dụ như là Elon Musk, người sáng lập của Tesla và SpaceX, thì trong năm 2020 ấy, Tesla đã tăng trưởng doanh thu từ 31,5 tỷ USD trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới. Và thương hiệu cá nhân của Musk ấy, không chỉ thu hút những nhà đầu tư lớn mà còn tạo ra một cộng đồng khách hàng trung thành. Có thể nhiều người không biết đến SpaceX nhưng họ biết đến Musk. Cũng có thể nhiều người không biết đến Tesla nhưng họ biết đến Musk. Nhờ có Elon Musk mà cộng đồng đông đảo những người follow ông ta biết đến SpaceX và biết đến xe Tesla.
Nên nếu như mà anh chị xây dựng được một cộng đồng, những người follow, những người ủng hộ, những người yêu quý anh chị, mà đó lại là những khách hàng tiềm năng ấy, thì họ sẽ sẵn sàng ủng hộ, họ sẽ sẵn sàng quan tâm dự án mà anh chị đang phân phối. Trong lĩnh vực bất động sản thì có anh chàng tên là Ryan Serhan, một trong những môi giới bất động sản hàng đầu tại New York. Anh ta đã biến mình từ một người bình thường trở thành một ngôi sao trong lĩnh vực bất động sản và hiện thì nổi tiếng toàn cầu. Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 thì doanh thu của Ryan Serhan và công ty của anh ta tăng từ 1 tỷ USD vào năm 2019 và đến năm 2023 thì nó lên xấp xỉ là 3 tỷ USD. Thế tổng cộng là trong vòng 4 năm thì anh ta tạo ra khoảng hơn 4 tỷ USD doanh số trong lĩnh vực bất động sản. Và thương hiệu cá nhân của Ryan Serhan ấy không chỉ giúp cho anh chàng này bán được những bất động sản đắt giá mà nó còn mở ra những cơ hội kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác. Ví dụ anh ấy đang là tác giả sách, rồi anh ấy đang phát triển một công ty về đào tạo. Thế thì rõ ràng việc xây dựng thương hiệu cá nhân ấy không chỉ giúp chủ sàn thu hút nhiều khách hàng mà còn giúp cho các phòng kinh doanh có được những ảnh hưởng tích cực từ việc tuyển dụng chất lượng nhân sự này, rồi từ việc tuyển dụng sale, tuyển dụng marketing hay là bất cứ một bộ phận nào. Bởi vì ấy, nhờ có sự ảnh hưởng về thương hiệu ấy, thì những nhân sự đang có ý định ứng tuyển vào công ty ấy, họ có thể nghĩ rằng họ sẽ được gặp người mà họ ngưỡng mộ, được làm việc cùng, làm việc dưới sự hướng dẫn lãnh đạo của người mà họ ngưỡng mộ. Thì từ đó đấy, việc tuyển dụng nhân sự của anh chị ở không chỉ là một bộ phận sale đâu nhá, mà các bộ phận khác đều có cơ hội. Bởi vì khi có thương hiệu ấy, anh chị sẽ thu hút được về bên cạnh mình những người tài ở đủ mọi lĩnh vực. Và vừa rồi là rào cản đầu tiên khiến cho một số anh chị chưa bắt tay vào việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Rào cản thứ hai cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân đó là sợ tốn kém tiền bạc. Có thể anh chị đang nghĩ rằng việc xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet ấy là tốn kém và không mang lại hiệu quả tương xứng với chi phí mà chúng ta bỏ ra. Thường thì chi phí cho marketing sẽ chiếm từ 10 cho đến 20% doanh thu kinh doanh. Và nhiều hoạt động marketing truyền thông như là phát tờ rơi, roadshow, quảng cáo, đài báo, truyền hình chỉ mang lại hiệu quả ngắn hạn thôi, đúng không nào? Khi hết tiền thì các chiến dịch này ấy cũng hết hiển thị và nó không còn giá trị marketing truyền thông nữa. Vậy thì những cái điều này ấy, nó không chỉ tốn tiền mà nó lại còn tiêu tiền cũng rất là nhanh. Anh chị hãy thử nghĩ nhá, những lần chúng ta phát tờ rơi ấy, tổ chức roadshow hay là chạy quảng cáo trên đài báo truyền hình ấy, thì có phải là khi mà đài báo họ ngừng phát về chúng ta, nhân viên của chúng ta ngừng đi phát tờ rơi thì mọi thứ làm sao? Đều biến mất. Tiền bạc, công sức của chúng ta đầu tư ra, bỏ ra cũng biến mất. Trong khi đó, với những chủ doanh nghiệp mà họ biết xây dựng thương hiệu cá nhân, sử dụng thương hiệu cá nhân ấy, thì thậm chí họ chỉ cần một chiếc điện thoại thôi là họ cũng đã kéo được cả một công ty. Họ không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn xây dựng được mối quan hệ bền vững với khách hàng thông qua các nền tảng như là Facebook, YouTube và TikTok. Anh chị không cần phải chi nhiều tiền để xây dựng thương hiệu cá nhân. Với một chiếc điện thoại thì anh chị đã có thể tạo ra được những video chất lượng rồi, hình ảnh lên đến 4K rồi. Và chúng ta chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm, những trải nghiệm một cách chân thực và thu hút. Bởi vì nếu anh chị đã là chủ sàn thì Dương tin chắc rằng anh chị đã có sẵn hàng chục, thậm chí hàng trăm câu chuyện và các bài học liên quan đến các thương vụ mua bán bất động sản mà chính anh chị thực hiện hoặc là nhân viên của anh chị thực hiện rồi. Thì đó là một tài nguyên về nội dung, nó rất đáng giá. Và chúng ta có thể sử dụng tài nguyên đó biến thành video, thành bài viết để chúng ta thu hút những khách hàng tiềm năng, thu hút những nhân sự tiềm năng quan tâm đến chủ đề này đến với chúng ta. Và với việc là chúng ta sử dụng định dạng video ngắn ấy, thì nó sẽ khiến cho chúng ta nhanh chóng được viral. Có những người Dương thấy chỉ trong vòng vài tháng thôi là thương hiệu của họ ấy đã phát triển khắp cả nước chứ không chỉ là một tỉnh, thành phố hoặc là không chỉ là một dự án. Vì vậy, việc xây dựng thương hiệu cá nhân hoàn toàn không hề tốn kém giống như anh chị nghĩ. Nó chỉ tốn kém khi mà chúng ta không biết làm và làm không đúng chiến lược mà thôi. Đó chính là rào cản số 2. Rào cản thứ 3 là có thể anh chị đã từng thất bại trước đây khi xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet.
Nhiều chủ sàn bất động sản đã từng thử xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng rồi, nhưng mà họ thấy không hiệu quả. Lý do là họ thường tập trung vào việc thu hút lượt xem mà không quan tâm đến đối tượng người xem là ai, liệu nội dung của họ có thực sự mang lại giá trị cho người xem hay không. Điều này dẫn đến việc là họ không thể thu hút được khách hàng tiềm năng và tăng được doanh thu. Đã có những khách hàng khi mà đến tìm gặp Dương ấy, để được cố vấn ấy, thì họ chia sẻ rằng họ đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng, vài trăm triệu đồng để thuê những đơn vị marketing về xây kênh. Các đơn vị đó họ lên kịch bản sẵn và phía sàn bất động sản ấy chỉ việc diễn thôi. Thì có thể là kịch bản là chủ tịch giả nghèo và cái kết này, kịch bản là những cái câu chuyện văn phòng công sở của một sàn bất động sản này. Nhưng mà với kiểu làm này ấy, nó sẽ có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là phía bất động sản, tức là phía người mà đi thuê các đơn vị xây kênh trọn gói ấy, thì sẽ bị phụ thuộc vào các kịch bản mà bên dịch vụ xây kênh họ đưa ra, thiếu cái tính chủ động. Nên là khi mà đơn vị kia họ rút đi ấy, thì coi như là sàn bất động sản này là thực sự là cái kênh ấy, nó có đang nhiều view đi chăng nữa thì cũng có nguy cơ là bị sụp đổ vì không có ai tiếp nối cái phần nội dung. Lý do thứ hai không thành công khi mà chúng ta đi thuê cái việc là xây kênh trọn gói như vậy ấy, là do chúng ta không xác định được mục tiêu cuối cùng là phải dẫn đến việc gia tăng doanh số. Bởi vì các đơn vị xây kênh ấy, thì họ chỉ tập trung vào đẩy thương hiệu càng nhiều càng tốt, vì phần lớn trong số họ, thậm chí tất cả trong số họ, chưa có ai có kinh nghiệm bán bất động sản, chưa có ai có kinh nghiệm môi giới hay làm chủ sàn, hay thậm chí là kinh nghiệm mua bất động sản. Họ chưa có trải nghiệm trong một cái lĩnh vực đấy. Thứ hai nữa là họ cũng chưa từng giúp ai thành công. Thành công ở đây Dương nói là phải xây dựng được thương hiệu, và cái thương hiệu đấy nó phải chuyển đổi được ra doanh số. Nên là khi mà họ làm ấy, thì thường họ sẽ đưa ra cho các sàn là những cái kịch bản viral. Tuy nhiên là thiếu đi những cái kịch bản nâng cao uy tín, hoặc là thiếu đi những cái định hướng hướng đến khách hàng, hướng đến sản phẩm dịch vụ mà sàn phân phối ấy, thì dù là kênh có nhiều người theo dõi đi chăng nữa nhưng chuyển đổi sẽ rất thấp, do không định vị được là chuyên gia trong cái lĩnh vực này. Trong chương trình xây kênh bất động sản ấy, một cái chương trình mà Dương đóng gói lại và Dương tổ chức thành một cái cộng đồng để Dương hỗ trợ support anh chị em trong cộng đồng đấy, thì có một cái thuật ngữ nó tên là phễu nội dung. Phễu nội dung nó sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là các tuyến nội dung để thu hút đám đông. Phần thứ hai là các tuyến nội dung để định vị chúng ta là chuyên gia trong sản phẩm, trong dự án của chúng ta, nâng cao uy tín của chúng ta, xử lý sự từ chối của khách hàng. Và tuyến nội dung thứ ba là tuyến nội dung chuyển đổi, tức là tập trung vào các bài viết, các video bán hàng. Thế thì những đơn vị mà họ đến họ xây kênh ấy, thường họ chỉ tập trung vào tuyến nội dung thứ nhất thôi, tức là tạo ra viral thôi. Còn tuyến thứ hai và tuyến thứ ba thì họ không thể làm được, không thể cố vấn được, vì lý do là họ chưa có trải nghiệm trong việc đấy, hoặc là họ chỉ tập trung đến cái mục tiêu là view thôi, là follow thôi. Nên đấy là một cái khuyết điểm nếu như mà anh chị đi thuê những cái đơn vị trọn gói mà không có những cái trường hợp họ đã thành công trước đây. Lý do thứ ba khiến cho những sàn bất động sản đi thuê các đơn vị xây kênh trọn gói ấy, là do họ phải diễn. Tức là chủ sàn ấy, hoặc là nhân viên của cái sàn đấy, phải diễn theo các kịch bản có sẵn. Nên đôi khi bản thân người tham gia vào video ấy, họ đang cảm thấy họ không đang chính phải là con người của họ. Ví dụ một người hướng nội nhưng mà lại cứ cố bắt họ thể hiện những cái nội dung của một người hướng ngoại ở trên kênh, thì sẽ khiến cho người đó có cảm giác mâu thuẫn bên trong con người của họ, và họ không được sống thật. Điều này khiến cho nhân vật trên kênh ấy không có động lực để làm video một cách lâu dài. Rào cản thứ tư là không có lộ trình cụ thể và những chiến lược bài bản cho thương hiệu để dẫn đến việc chuyển đổi. Không chỉ chủ sàn đâu, mà rất nhiều anh chị em môi giới khi mới làm nội dung ấy, thì câu đầu tiên hoặc là mọi nội dung trên kênh ấy, luôn luôn theo cái kiểu là chúng tôi có sản phẩm này, sản phẩm của chúng tôi như thế này, về với chúng tôi thì bạn sẽ được thế này. Tức là họ thường chỉ nói về bản thân của họ thôi, họ ca ngợi, họ nói những cái nội dung hay ho, thú vị để mà PR bản thân lên. Đôi khi có những thứ nó là sự thực, nhưng đôi khi có những thứ nó hơi quá lên. Và thường ấy, tâm lý của những người tiêu thụ nội dung bây giờ ấy, họ rất là thông minh rồi, chả ai thèm quan tâm những thứ mà bạn có. Trong khi ấy, hàng chục hay thậm chí hàng trăm đơn vị ngoài kia, họ cũng có những thứ y như bạn mà.
Nên khách hàng ấy là họ chỉ quan tâm xem lợi ích của họ nhận được là gì. Đôi khi ấy, những điều bạn nói về sản phẩm chưa chắc đã là lợi ích mà khách hàng của bạn mong muốn đâu. Nên việc xác định nhóm khách hàng mà bạn sẽ nhắm đến trước khi làm video để xây dựng thương hiệu cá nhân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái sự thành công của thương hiệu. Khi mà bạn biết được nhóm người nào thì bạn sẽ biết được vấn đề của họ là gì, biết được nội dung nào mà bạn nên tạo ra. Ví dụ bạn nhắm đến khách hàng lần đầu mua đất thì các nội dung bạn nói sẽ nhiều hơn đến đất nền và các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý mua đất nền, các phòng tránh rủi ro khi mua đất nền, tư duy đầu tư đất nền 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ thì đầu tư như thế nào. Nhưng mà bạn đang bán chung cư thì vấn đề khách hàng tiềm năng của bạn nó sẽ khác. Bạn bán biệt thự cao cấp thì vấn đề nó lại càng khác nữa. Ví dụ bán chung cư thì bạn sẽ phân tích là hơn thiệt khi đầu tư chung cư là gì, lên mua chung cư hay lên mua nhà mặt đất, những cái thủ tục mua bán khi mà đầu tư chung cư. Ý đó là thể hiện rằng bạn xác định được chính xác nhóm khách hàng mà bạn hướng tới thì nội dung bạn tạo ra nó cũng phải hữu ích với nhóm khách hàng đấy. Tuy nhiên ấy, ngay cả khi bạn hiểu khách hàng của bạn đang cần gì, bạn làm ra những nội dung hữu ích để cung cấp thông tin cho họ, nhưng chưa chắc, thậm chí không bao giờ họ nhìn thấy được cái nội dung đấy luôn. Nó giống như là bạn đang đứng ở Việt Nam nhưng mà bạn cố hét thật to để những người ở bên Mỹ người ta cũng có thể nghe thấy đấy. Trước tiên này, bạn cần tạo ra các nội dung để thu hút được đám đông quan tâm đến chủ đề bất động sản. Sau đó, bạn tiếp tục tạo các nội dung dẫn dắt đám đông đó về thị trường hay là về dự án của bạn. Và cuối cùng là các nội dung bán hàng như review sản phẩm, live stream bán hàng hay là các hội thảo online. Trong khóa học chuyên sâu xây kênh bất động sản thì Dương gọi đây là phễu nội dung. Các tuyến nội dung được tạo ra một cách liên hoàn nhưng mà nó có chủ đích nha. Nó đáp ứng đồng thời cả ba mục tiêu này: thu hút đám đông để mình phổ biến thương hiệu của mình nó rộng hơn, nó lớn hơn, dẫn dắt đám đông đó và chuyển đổi những cái người xem trở thành người mua hàng. Và nếu như bạn muốn học khóa học chuyên sâu này đồng thời được tham gia vào cộng đồng xây kênh bất động sản thì hãy kiểm tra đường link Dương để ở bên dưới hoặc là inbox cho Dương để được tư vấn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào rào cản thứ 5 là không có thời gian. Dương biết rằng nhiều anh chị đã là chủ sàn thì chúng ta có nhiều công việc lắm. Ví dụ như thường xuyên phải tham gia các buổi họp với chủ đầu tư, họp với các phòng ban trong công ty, rồi những cái hoạt động ngoại giao khác. Nhưng thực tế, tất cả các công việc mà anh chị đang làm nó đều hướng đến một mục tiêu là giúp cho công ty gia tăng doanh số bán hàng, đúng không nào? Bởi vì doanh số chính là máu, doanh số chính là gọi là cái nguồn sống của một sàn phân phối bất động sản. Thậm chí nó không phải là chỉ với sàn mà nó với bất cứ một doanh nghiệp bán hàng nào cũng thế thôi. Doanh số nó là máu. Vậy nếu như việc anh chị dành thời gian tập trung cho marketing hay cụ thể là xây dựng thương hiệu cá nhân và thương hiệu doanh nghiệp của anh chị, giúp cho doanh nghiệp của anh chị gia tăng được vị thế này, vị thế trước các chủ đầu tư, các đối tác, giúp cho các phòng ban, đặc biệt là đội nhóm kinh doanh có thêm uy tín và có thêm sự nhận diện khi mà đi làm việc với khách hàng, thì có phải đây là một điều rất tốt, đúng không? Trước tiên anh chị cần hiểu được tầm quan trọng và niềm tin vào việc xây dựng thương hiệu cũng như là việc marketing online thông qua video. Sau đó anh chị có thể sử dụng các đòn bẩy để giải phóng thời gian cho anh chị. Ví dụ như việc lên chiến lược thì hãy tìm người cố vấn, Dương hoàn toàn có thể giúp đỡ anh chị cố vấn. Việc lên ý tưởng nội dung, việc quay và edit video, hãy tìm các nhân viên hỗ trợ, có thể là in-house hoặc là thuê ngoài. Quan trọng là anh chị quyết tâm với việc mà anh chị đang làm. Và nếu như anh chị cũng đang là chủ sàn bất động sản, muốn được Dương cố vấn về chiến lược marketing cho đơn vị của mình thì anh chị có thể liên hệ theo thông tin Dương để bên dưới video này. Tuy nhiên thì số lượng chắc chắn là không thể nhiều, bởi vì chương trình cố vấn này thì nó sẽ giới hạn và Dương cần có những cái câu hỏi sẽ hỏi anh chị, nếu như nó phù hợp với mong muốn của Dương thì Dương sẽ giúp đỡ. Bởi vì nếu như mà anh chị là những người không sẵn sàng, anh chị chỉ hỏi chơi chơi thôi thì chắc chắn là Dương sẽ không cố vấn. Hoặc là anh chị hỏi xong anh chị không làm, anh chị hỏi để đấy thôi thì nó sẽ rất là lãng phí thời gian của Dương cũng như là đội ngũ của Dương. Và cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết video này. Nếu mà anh chị và các bạn quan tâm đến khóa học miễn phí và khóa học có phí của Đăng Dương thì có thể liên hệ ở phần mô tả. Và hẹn gặp anh chị và các bạn ở những video lần sau. Nếu như anh chị và các bạn chúng ta có bất cứ những khó khăn nào
trong cái quá trình chúng ta bước chân lên trên Internet, làm video hoặc là sản xuất ra những nội dung để xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như là để gia tăng doanh số, thì anh chị có thể để lại những bình luận, những câu hỏi bên dưới thì Dương sẽ tiếp tục sản xuất những video để hướng dẫn, để giải đáp giúp anh chị. Và đến cuối video này thì anh chị có đồng ý với Dương là nếu như mà chúng ta có được một thương hiệu cá nhân vững mạnh, chúng ta có được 10.000 hoặc hàng 100.000 người follow ở trên các nền tảng mạng xã hội ấy, thì chúng ta tạo ra được rất nhiều sự kiện, chúng ta phát được rất nhiều tờ rơi thông qua các video của chúng ta, thông qua các bài viết của chúng ta, và chúng ta cũng thu hút được rất nhiều nhân sự chất lượng thông qua ảnh hưởng của chúng ta ở trên Internet. Vậy thì với tất cả những cái điều đấy, nó có giúp anh chị tiết kiệm được hoặc mang về thêm được hàng tỷ đồng mỗi năm không nào? Và sự thực là không phải là chủ sàn nhá, chỉ là những bạn môi giới đơn thuần thôi, thì các bạn ấy cũng đã mang về nhiều tỷ đồng mỗi năm nhờ có thương hiệu ở trên Internet. Vậy thì một người môi giới đơn thuần họ còn làm được, tại sao anh chị là những chủ sàn? Chúng ta đang dẫn dắt hàng chục anh em, hàng trăm anh em, với nguồn lực con người, với nguồn lực về kinh nghiệm trải nghiệm, với nguồn lực về đối tác cũng như là quỹ hàng sản phẩm, tại sao chúng ta lại không làm?